Điện thoại di động Xiaomi 11T Pro được ra mắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Điện thoại đi kèm với màn hình cảm ứng 6,67 inch với độ phân giải 1080x2400 pixel và tỷ lệ khung hình 29. Xiaomi 11T Pro được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 888. Nó đi kèm với 8GB RAM. Xiaomi 11T Pro chạy Android 11 và được cung cấp bởi pin 5000mAh. Xiaomi 11T Pro hỗ trợ sạc nhanh độc quyền. Về camera, Xiaomi 11T Pro ở mặt sau có thiết lập 3 camera bao gồm một camera chính 108MP với khẩu độ f/1.75 và kích thước pixel là 0,7 micron. Một máy ảnh 8MP với khẩu độ f/2.2 và một máy ảnh 5MP với khẩu độ f/2.4. Thiết lập camera phía sau có tính năng tự động lấy nét. Nó có một thiết lập camera trước duy nhất để chụp ảnh tự sướng, có cảm biến 16MP với khẩu độ f/2.45. Xiaomi 11T Pro chạy MIUI 12.5 dựa trên Android 11 và gói 128GB dung lượng lưu trữ sẵn có. Xiaomi 11T Pro là điện thoại di động 2 SIM, GSM và GSM, chấp nhận thẻ Nano SIM và Nano SIM. Xiaomi 11T Pro có kích thước 164x76x90x8,80mm, cao x rộng x dày và nặng 204,00g. Nó được tung ra với các màu xanh thiên thanh, xám thiên thạch và trắng ánh trăng. Các tùy chọn kết nối trên Xiaomi 11T Pro bao gồm Wi-Fi 802.11a, B, G, N, AC, YES, GPS, Bluetooth V5, 20, NFC. Hồng ngoại USB Type-C, 3G và 4G, với hỗ trợ băng tần 40 được sử dụng bởi một số mạng LTE ở Ấn Độ. Các cảm biến trên điện thoại bao gồm cảm biến gia tốc, cảm biến ánh sáng xung quanh, la bàn, từ kế, cảm biến khoảng cách và cảm biến vân tay.